thì cái mạng xã hội đầu tiên mà anh hướng dẫn các em đăng bài lên đấy là Dribbble. Thì đây là cái giao diện mà ở cái trang profile đấy các em này, khi các em di chuột đến cái ảnh logo đây, ở cái trang profile đây, thì nó sẽ về cái trang link profile như thế này. Thì đây là cái short, đây là những cái bài mà mình đã đăng. Cái điều tiên các em cần điền đó chính là cái phần about đây này. Thì các em phải điền làm sao để làm nó có các cái link liên hệ của chúng ta. Cái tên domain của chúng ta là cái đầu tiên, sau đó là các cái liên hệ bao gồm báo chí này, mạng xã hội này. Đó, thì đây là những cái mà mặc định anh đã nhắc rất là nhiều rồi. Cái nữa là cái bảng social đây các em nhìn thấy này, tức là chúng ta điền các cái mạng xã hội của chúng ta vào. Thì ở đây là tài khoản của nhà thuốc Ngọc Anh, thì anh sẽ điền các cái mạng xã hội tương ứng là của nhà thuốc Ngọc Anh. Còn đối với tài khoản của các em á, thì các em sẽ đặt với các cái tên ở đây, các cái đường link sẽ tương ứng là về dẫn về các cái trang mạng xã hội của các em. Các em hiểu chưa nhỉ? Ví dụ như đây anh click vào đây, nó đang dẫn về cái là nhà thuốc Ngọc Anh, nhưng đối với các em thì nó phải dẫn về các cái trang mà nó tên là các em. Đây, ví dụ đây Facebook này, đúng nhỉ? Rồi, chú ý giúp anh điền cho đầy đủ chi tiết nhất có thể, không có làm vội làm vàng để làm gì nhé. Chú ý giúp anh cái điều này. Tiếp theo nữa, chúng ta đăng bài lên. Cách đăng bài cũng rất là đơn giản thôi. Các cái bài khác thì các em cũng làm tương tự như thế giúp anh nhé. Rồi, ở đây ví dụ anh lấy một cái bài, đó là BNF đi. BNF73 đúng không nhỉ? Hay là thử để lấy cái bài tương tác thuốc chống chỉ định đi. Đây, đầu tiên là mình sẽ lấy cái ảnh này, mình có thể tải về hoặc là mình chụp cái màn hình lại cũng được. Đây, như anh đây anh sẽ thực hiện bước chụp màn hình cho nó nhanh. Rồi, các em chọn sao? Upload này, có cái nút upload rất là to đây này. Giờ đây, tải ảnh lên này. Đấy, đây là đặt tên ảnh vào đây, tên của cái sản phẩm này. Đúng nhỉ? Tiếp theo là chúng ta copy lên một cái đoạn đầu của cái bài viết này. Đó, copy lấy một đoạn đầu, không cần copy hết nhé. Chú ý chỉ cần copy một đoạn đầu thôi, không cần copy hết. Cho vào cái phần mô tả đây, đúng không ạ? Đấy. Và đây các em điền tiếp là gì? Xem đầy đủ chi tiết bài viết tại nhà thuốc Ngọc Anh, link sau hai chấm. Các em copy cái link của cái bài viết kia cho vào đây giúp anh. Đấy, và trong bài đây bạn nào làm tốt hơn làm thêm bước nữa là xem thêm bài viết liên quan, các em sẽ cho vào đây khoảng một hai link nữa thì rất là ok. Ví dụ như đây anh sẽ vào cái danh mục thông tin thuốc đây đúng không nhỉ, anh sẽ lấy một cái bài nào đấy, ví dụ như thuốc an thần này, thuốc hóa đờm này, đúng không nhỉ? Anh cho vào đây liên quan này. Đây, thuốc an thần. Chấm link đây. Đấy. Rồi bây giờ chọn continue. Các em chọn vào đây, chọn những cái tag mà nó có thể liên quan nhất với cái ảnh của các em, là chọn public. Rồi. Chờ một xíu nữa, nó đang load. Ok chưa nhỉ? Đấy, như vậy đây các em đã có được cái đường link ở đây. Các em chỉ việc copy nó vào đây. Nó sẽ có dạng như thế này. Đây, chú ý giúp anh nhé, copy này. Thì khi mà các em search ra cái ô search đây này nhé, vào google.com đây này, search ở ô đây này, chứ không phải là search ở trên cái cho vào cái ô trên thanh trình duyệt đâu nhé. Các em sẽ thấy là nó chưa có xuất hiện ở trên tài liệu nào, tức là nó chưa được Google Index, Google Index cái thuật ngữ mới này,
Google Index. Tức là nó index, tức là nó đã thu thập được dữ liệu rồi. Còn no index tức là Google nó chưa thu thập được dữ liệu. Thì khi mà Google nó chưa thu thập được dữ liệu á, thì cái kết quả tìm kiếm đấy nó sẽ không xuất hiện được ở trên Google, nên nó sẽ không có giá trị gì. Các em chú ý giúp anh điều này nhé. Thì các em sẽ gửi cái link này cho anh để anh sẽ thực hiện cái công việc đấy là ép index của nó. Ok, thế là chúng ta xong mạng xã hội đầu tiên.